em check ra trên mobile á, mấy máy muốn trước khi ghép mà ghép thủ công rồi phải check ra nhà mạng chính xác trước rồi mới ghép, còn trước không đúng rồi ghép được. Trên mobile sim ghép sim này sim mobi 3G hả? Ừ, sim của nó. Sim này của ai đây? Sim này trong đây. Sim 3G thì dễ, chỉ làm này, gắn vô nè, nó sẽ hiện một cái bảng cho anh chọn nhà mạng. Đấy chưa, này là trên sim này, nhà mạng nè, để xí cho nó hiện lại. Đây, mạng nè, ITT, T-Mobile, các thứ tùm lum. Rồi, Sprint nè, Japan, Nhật, đủ các kiểu nè. Bây giờ máy T-Mobile, mình chọn T-Mobile. Rồi tiếp theo, ví dụ sim 3G thì mình chọn dòng số 2. Máy Nhật thì mình chọn dòng đầu tiên. Đâu là máy Nhật, máy Mỹ. Máy Mỹ thì mình chọn dòng số 2. Thì ok thôi. Ok thì chọc ra mở vô lại. Không thì nó tự vô nè. Chọc ra mở vô lại. Sim 3G thì anh chỉ cần đợi xí lên sóng thôi, không có gì khó khăn hết. Để tí anh mở vô cho. Dán miếng dán khó nhìn nha. Cái sim này không có sóng, đợi sĩ muốn lên sóng thì bỏ vô máy quốc tế kích sóng lên là được. Lấy cho mấy cục pin 5G anh. Cái sạc cáp này có lấy không? Có đây coi. Wow. Có cái loại mà dạng giống như là nó có trong cái hộp luôn không? Để anh dễ bán đây. Trong hộp hả? Ừ. Có Samsung. Ừ, Samsung á. Mà có màu trắng à, không có màu đen. Ừ, màu trắng. Để cho nó dễ bán. Bán đó thì em có loại mắc tiền nào để đóng hộp vô. Mắc tiền á. Lấy mua đồ mất tiền đừng rẻ quá biết sao nó bảo mình bán đồ dụng. Chúng mỗi lần giao sim ghép nhiều dữ vậy. Thì bán sỉ mà. À. Bữa này làm gì? Chích gì đây? Dạ, nạp phần mềm, nạp file mới cho anh. À, cũng còn vậy nó tưởng chọc gì. Nghe mà lấy sim hả? À, có nghĩa xong cái nó báo. Xong rồi nó báo. Công mà chơi nhập mấy này cũng hay chứ. Phụ kiện sim ghép thì sim mobi không ta? Mấy người đang sửa sang cái tiệm lại, cho nó đủ mô hình tráng lên đấy. Khánh mấy lần hả? Không, mấy lần anh có sẵn rồi, ở dưới nhà đầy đủ hết rồi. Tại bữa giờ biết làm sao mình thay đổi cái phong cách nữa. Không bỏ tủ đi hết, không có trưng bày tủ nữa. Có nghĩa là treo ở trên tường với lại kệ thôi.
rồi có một cái bàn để gọi là gì vừa tiếp khách rồi vừa gọi là gì mình bàn ở cái góc á đó. Ở bên trong nhà là sửa chữa ép kính trong á. Làm nhà mình thì đâu có bách gì đâu. Ừ, làm cũng đàng hoàng. Chưa vào mạng à? Chưa. Dù có làm về còn nói à, sao chưa xong nó đừng nói bạn anh làm. Anh chưa biết được làm này. Chấm này lâu à. Nó nạp file khác thì nó lâu lắm còn. Rồi lên rồi này. Rồi dễ dàng nè. Dạ. Này giờ bấm này sim của em hay là sim của sim sau lưng máy nè. Ờ à, đúng rồi. Kích hoạt iMac FaceTime. Cùng 3G nó sẽ ổn định lắm. Dạ. Để biết thông tin tài khoản. 4G thì nó còn kịch trên với 3G. Để đập tiền. Bấm phím 2. Để được thử thách, bấm phím 3. Để biết số điện thoại của quý khách, bấm phím 4. Để có thể tài khoản, bấm phím 5. Để kiểm tra danh sách người khác. Xịt không khí, xịt mũi kiểu này thôi, chẳng khác gì đi rồi. Nó xịt cái gì gớm mà trời. Xịt mũi á, đang này có dịch sốt sắp hết. Vừa ve vừa vừa. Vẹ, xịt kiểu này, xịt vào không khí. Ok. Rồi xong rồi đó anh. Rồi. Cái dân iPhone 6 Plus T-Mobile.